Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm việc triển khai thí điểm chuyển đổi số xã Yên Hòa, huyện Yên Mô. Dự hội nghị có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Mô. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 149 điểm cầu tại các huyện, thành phố, các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Từ tháng 9 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan, các doanh nghiệp công nghệ số trong và ngoài tỉnh thực hiện thí điểm chuyển đổi số tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mô. Đây cũng là một trong 12 xã của cả nước triển khai thí điểm chuyển đổi số cấp xã. Đến nay, sau hơn một năm triển khai, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 200 triệu đồng, chuyển đổi số xã Yên Hòa đã đạt được những kết quả nổi bật. 100% cán bộ công chức của xã ứng dụng chữ ký số và được cấp tài khoản cá nhân để sử dụng trên hệ thống phần mềm, giúp cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành được nhanh chóng, kịp thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tiết kiệm kinh phí và thời gian xử lý công việc. Xã cũng đã triển khai hệ thống truyền thanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo chuyển văn bản giấy thành giọng nói để tạo các bản tin phát thanh tuyên truyền hấp dẫn. Hệ thống camera được tăng cường với tổng số 76 mắt lắp đặt tại các điểm trọng yếu trên địa bàn xã. Trang thông tin điện tử của xã đã được nâng cấp, kịp thời đăng tải các hoạt động thông tin chỉ đạo của địa phương, cải thiện về chất lượng nội dung, hình ảnh. Tới nay đã có trên 39.000 lượt truy cập. Người dân trong xã đã cung cấp gần 1.700 số điện thoại của đại diện hộ gia đình để cập nhật vào hệ thống tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của xã, tham gia cài đặt phần mềm khám chữa bệnh từ xa, giúp người dân được hưởng dịch vụ y tế có chất lượng mà không cần mất công sức, thời gian. Người dân cũng đăng ký sử dụng tin nhắn thông báo qua nền tảng app công dân số để nhận hoặc báo tin kịp thời. Qua thực hiện chuyển đổi số, nhiều sản phẩm nông nghiệp của xã cũng đã được đưa lên sàn thương mại điện tử và được thiết kế thêm bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc. Số lượng bán ra là trên 4.300 sản phẩm. Ước tính tăng thu nhập cho lao động của hợp tác xã từ 1,5 triệu đồng một tháng lên 4,5 triệu đồng một tháng. Với những thành công bước đầu ở Yên Hòa, từ tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã quyết định chọn 13 xã, phường, thị trấn của 5 huyện, thành phố tham gia triển khai thực hiện mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã. Tại hội nghị, đại diện Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, các đại biểu tham dự hội nghị và đại biểu tại các điểm cầu đã phát biểu, ghi nhận những kết quả nổi bật trong việc triển khai thí điểm chuyển đổi số trên địa bàn xã Yên Hòa, khẳng định đây là mô hình thành công và cần tiếp tục nhân ra diện rộng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, những thuận lợi khó khăn trong thực hiện thí điểm chuyển đổi số, khẳng định chuyển đổi số là quá trình lâu dài, chưa có tiền lệ và chưa có điểm kết thúc. Vì vậy, mỗi địa phương phải có quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết, đồng thuận của các cấp và toàn thể người dân tham gia vào chuyển đổi số, góp phần tăng cường hiệu lực hiệu quả của chính quyền địa phương và lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động. Thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Tin học hóa sẽ tiếp tục đồng hành với tỉnh Ninh Bình để đẩy mạnh chuyển đổi số tại các địa phương trong tỉnh. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Bộ Thông tin và Truyền thông, trực tiếp là Cục Tin học hóa trong quá trình đồng hành, triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Mong muốn Cục tiếp tục tham vấn cho tỉnh thực hiện chuyển đổi số các cấp trong thời gian tới. Đồng chí khẳng định sau hơn một năm thí điểm ở Yên Hòa đã góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo và một bộ phận người dân trên địa bàn về chuyển đổi số. Kinh tế xã hội có bước phát triển tương đối vững chắc, mô hình chuyển đổi số cơ bản được hình thành trên địa bàn xã Yên Hòa đã bước đầu xác định được 3 trụ cột là chính quyền số, xã hội số và kinh tế số, góp phần tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết số 01 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí cũng khẳng định trong thời gian tới, Ninh Bình sẽ nhân rộng mô hình ra toàn tỉnh theo từng giai đoạn, từng bước với phương châm lấy người dân làm trung tâm, coi chuyển đổi số là cách tiếp cận gần dân, sát dân và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Rút kinh nghiệm từ một số tồn tại hạn chế trong quá trình chuyển đổi số ở Yên Hòa, về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số, trước mắt là đẩy nhanh tiến độ cấp và sử dụng chữ ký số, tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là cho nhân dân về lợi ích của chuyển đổi số trên các mặt kinh tế, văn hóa xã hội, đẩy mạnh triển khai nghị quyết số 01 về chuyển đổi số. Đồng chí đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông qua thí điểm chuyển đổi số rút ra những bài học kinh nghiệm, những bộ chỉ số riêng của Yên Hòa để áp dụng cho các địa phương khác trên địa bàn tỉnh.